Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã đưa anh L, 32 tuổi, vào Bệnh viện Tâm thần Long An, thành phố Tân An để điều trị say thuốc, ngáo đá sau khi sử dụng ma túy. Trước đó, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4, L ở trần, mặc quần ngắn đi vào chánh điện chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, chửi bới, đập phá điện thờ, rồi châm lửa đốt cháy các vật dụng thờ cúng. Vụ việc được camera ghi lại, sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đến khống chế L, đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, sau đó, L vẫn tiếp tục có biểu hiện say thuốc, la hét, tự đập đầu. Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Long An, L nhập viện vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 4 trong tình trạng vẫn còn say thuốc. Sau khi được các bác sĩ điều trị, hiện L đã dần ổn định.